Tử vi tuổi Canh Thân 1980, tháng 11 âm lịch năm 2024 Giáp Thìn. Người có năm sinh 1980 thuộc tuổi Khỉ, tức là năm Canh Thân. Họ có mệnh mộc, cụ thể là thạch lựu mộc, tượng trưng cho cây thạch lựu. Cung mệnh của nam giới là Khôn Thổ, thuộc Tây Tứ Mệnh, trong khi cung của nữ giới là Tốn Mộc, thuộc Đông Tứ Mệnh. Khi có kế hoạch xuất hành hoặc thực hiện những công việc lớn, quan trọng, người sinh năm Canh Thân 1980 nên lựa chọn khởi hành vào giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn. Khởi hành vào những thời điểm này sẽ mang lại thuận lợi, may mắn và kết quả tốt đẹp, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Tổng quan tử vi. Người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 sẽ đón tháng 11 với nhiều điều tốt đẹp và may mắn. Mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn đều có những bước tiến rõ rệt. Chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc và tự tin vào bản thân, luôn sẵn sàng để đón nhận cơ hội khi nó đến. Về mặt sự nghiệp, sự hỗ trợ từ tam hợp cho thấy rằng bạn sẽ đạt được nhiều thành công, bất kể bạn đang hoạt động trong lĩnh vực nào. Mối quan hệ xã hội của bạn rất tốt, giúp bạn nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong những lúc khó khăn, và đôi khi bạn còn được người khác gợi ý cho những kế hoạch hợp lý. Đối với những người tham gia thi cử hay xin việc, tháng này sẽ mang lại nhiều tin vui. Bạn có thể thể hiện được khả năng của mình, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng giám khảo hay nhà tuyển dụng. Trên phương diện tài chính, tháng này có thể là thời điểm tốt để bạn ký kết những hợp đồng có giá trị, đem lại lợi nhuận nhanh chóng. Sự mở rộng trong mối quan hệ với khách hàng và đối tác sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội quý giá. Nhân dịp thuận lợi này, bạn có thể thực hiện những kế hoạch mà mình đã ấp ủ từ trước. Quan đới sẽ mang lại cho bạn nhiều may mắn và sự hỗ trợ trong các dự định đó. Cuối cùng, về mặt tình cảm, ngũ hành tương sinh cho thấy rằng mối quan hệ của bạn với người yêu đang rất ấm áp. Dù công việc có bận rộn đến đâu, cả hai vẫn dành thời gian để trò chuyện và chia sẻ những điều trong cuộc sống. Người ấy sẽ là động lực giúp bạn vượt qua nhiều khó khăn mà bạn gặp phải. Về mặt sự nghiệp, tử vi tháng 11 năm 2024 dành cho tuổi Canh Thân 1980 âm lịch cho thấy bạn sẽ có cơ hội đón nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp. Với sự hỗ trợ từ tam hợp, bạn sẽ gặp được nhiều yếu tố thuận lợi, giúp cho các công việc mà bạn tham gia trở nên dễ dàng và suôn sẻ hơn hẳn. Thời điểm này là thời điểm tuyệt vời để bạn thiết lập và duy trì các mối quan hệ xã hội tích cực. Điều này có nghĩa rằng, bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn, sẽ luôn có những người sẵn sàng hỗ trợ bạn. Hơn nữa, bạn có thể sẽ có cơ hội gặp gỡ quý nhân, những người sẽ mở ra cho bạn những cơ hội nghề nghiệp đầy triển vọng. Với trí tuệ sắc bén và tư duy nhạy bén, bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được ý tưởng và ý đồ của lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó. Hãy sẵn sàng để nhận những trọng trách lớn lao trong khoảng thời gian này, vì đây chính là thời điểm để bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp. Nguyệt lệnh lâm quan càng khẳng định rằng, tháng này, nếu bạn cố gắng hết mình thì thành công sẽ đến với bạn một cách rực rỡ. Vì vậy, hãy không ngừng nhắc nhở bản thân cần phải nỗ lực, mặc dù hiện tại có thể bạn phải chịu đựng nhiều khó khăn hơn người khác, nhưng phần thưởng mà bạn nhận được sau này sẽ rất ngọt ngào. Mặc dù vậy, bạn cũng cần lưu ý đến sự hiện diện của ngũ quỷ hung tinh. Không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, và khi bạn càng nổi bật, sẽ càng thu hút sự ghen tị từ những kẻ tiểu nhân. Hãy cẩn trọng với những người tỏ ra thân thiết và nịnh bợ bạn. Họ có thể khiến bạn cảm thấy thoải mái, nhưng thực tế có thể làm bạn phân tâm, để rồi bạn dễ dàng ngủ quên trên chiến thắng và tạo cơ hội cho họ hãm hại bạn trong lúc bạn không đề phòng. Đau đầu, khó ngủ, ngủ không sâu giấc, khó vào giấc, có ngay trà thảo mộc an thần, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm căng thẳng, mệt mỏi. Liên hệ 0377198911. Về mặt tài vận. Về tài chính, người tuổi Canh Thân 1980
sẽ nhận thấy nhiều tín hiệu tích cực trong giai đoạn này. Nhờ sự tác động của tam hợp, đây là thời điểm rất thuận lợi để bạn ký kết các hợp đồng với đối tác. Sự hợp tác này không chỉ đem lại lợi ích cho cả hai bên mà còn giúp kế hoạch kinh doanh của bạn trở nên suôn sẻ hơn, từ đó mang về lợi nhuận khả quan. Những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sẽ nhận được sự tin tưởng từ phía khách hàng. Điều này tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển. Thậm chí, bạn có thể nhận được những giới thiệu từ khách hàng cũ về các cơ hội làm ăn mới và tiềm năng. Hãy nắm bắt những cơ hội này để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của bạn một cách nhanh chóng. Một số người có tầm nhìn xa và tư duy sáng tạo sẽ nhanh chóng tìm ra hướng đi mới và trở thành những người dẫn đầu trong một xu hướng mới. Nhờ vào việc đứng đầu, bạn có khả năng thu được lợi nhuận nhanh hơn hẳn so với những đối thủ, khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, những người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm nên thận trọng với những kẻ xấu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bạn không nên dễ dàng bị hấp dẫn bởi những lời dụ dỗ ngọt ngào và đầu tư vào những mối đầu tư không làm mà vẫn có ăn. Để có sự phát triển bền vững, bạn cần phải dựa vào chính khả năng lao động của bản thân. Người làm công ăn lương cũng sẽ được hưởng mức lương thưởng khả quan. Sự cống hiến của bạn đã được lãnh đạo ghi nhận và phần thưởng này sẽ là động lực để bạn tiếp tục nỗ lực trong công việc. Về mặt tình cảm, người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, hiện đang được trải nghiệm những tháng ngày đầy ngọt ngào và lãng mạn từ tình yêu. Bạn có thể sống một cuộc đời không phải lo lắng, nhờ vào sự thành công trong công việc và tài chính, cũng như sự quan tâm, chăm sóc từ những người xung quanh về mặt tinh thần. Đối với những người đang độc thân, bạn có thể được người quen giới thiệu đến những mối quan hệ có tiềm năng. Với tính cách cởi mở, bạn và người ấy có thể dễ dàng xóa nhòa khoảng cách và nhanh chóng thân thiết với nhau. Dù chỉ mới quen, nhưng giữa bạn và người ấy không hề có sự gượng gạo. Hai người thậm chí có thể dành hàng giờ để nói chuyện mà không cảm thấy chán. Hãy tiếp tục dành thời gian trò chuyện để giúp cả hai hiểu nhau hơn. Nếu cả hai cùng có mục tiêu hướng tới việc xây dựng gia đình, mối quan hệ sẽ ngày càng trở nên bền vững hơn. Có thể đây chính là người mà bạn đã mong đợi từ lâu. Đối với những người đã có gia đình, bạn luôn biết cách thể hiện tình yêu và trân trọng nửa kia. Dù có bận rộn với công việc đến đâu, bạn vẫn không quên dành thời gian để trò chuyện, tâm sự và hỗ trợ nhau trong các công việc hàng ngày. Mặc dù không thường xuyên hâm nóng tình cảm, nhưng giữa hai người vẫn duy trì một mối quan hệ ngọt ngào. Hai bạn có cùng quan điểm trong nhiều vấn đề, vì vậy mọi việc diễn ra đều thuận lợi, ít khi phát sinh mâu thuẫn. Nếu có xảy ra, đó cũng chỉ là dịp để cả hai hiểu nhau sâu sắc hơn. Về mặt sức khỏe, xem tử vi tháng 11 năm 2024 cho tuổi Canh Thân, 1980 âm lịch, bản mệnh có sức khỏe tốt trong thời gian này. Do đó, bạn luôn cảm thấy nhiệt huyết và sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ. Thậm chí, khi gặp phải những tình huống khó khăn, tinh thần quyết tâm của bạn lại càng tăng lên, giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Tuy vậy, mặc dù sự hăng hái và nhiệt tình là điều tốt, bạn cũng không nên bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe của mình. Đừng ép bản thân thức khuya dậy sớm thường xuyên, mà hãy xây dựng thói quen sinh hoạt khoa học hơn. Điều này sẽ giúp cơ thể bạn luôn tràn đầy sức sống, không chỉ cho tháng này mà còn cho thời gian dài sắp tới. Tổng kết, theo tử vi tháng 11 năm 2024, tuổi Canh Thân, 1980 âm lịch, sẽ gặp nhiều may mắn. Tháng này, mọi lĩnh vực trong đời sống của bạn đều có cơ hội để phát triển. Điều quan trọng là bạn cần chăm chỉ và tin tưởng vào khả năng của mình, từ đó chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt những cơ hội khi chúng xuất hiện. Chúng tôi đã cung cấp thông tin về tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 cho bản mệnh tuổi Canh Thân 1980. Hy vọng rằng video trên đã đem lại cho bạn nhiều thông tin hữu ích và giá trị. Để có thêm nhiều thông tin bổ ích hơn, quý vị hãy nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận thông báo về các video mới nhất.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan, vui lòng để lại bình luận bên dưới. Chúng tôi luôn hân hạnh phục vụ quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn luôn bình an và có nhiều may mắn trong cuộc sống.